như là Kim Tử Long ạ. Cái xe máy là tôi quay này. Đấy. Đấy. Ông làm ngược rồi. Thế để tớ mới cầm roi cho một này thế tới chân, này thế tới chân, này thế tới chân. Em phải giữ một cái chân. Không, không, anh đừng cứ bừa tôi. Các khách mời và người được kết cặp sẽ cùng nhau tập luyện một tiết mục để tham gia show diễn Tài Năng Thanh Xuân tại Đài Truyền Hình Việt Nam. Hy vọng thử thách này sẽ không làm khó những ông lão bà lão của Có Hẹn Cùng Thanh Xuân. Xin thông báo mời các bạn số điện thoại mới ạ. Chỉ có phòng 406 ạ. Dạ. Mẹ chị. Dạ không phải ạ. Vâng, chào bác. Vâng. Xưa là chị làm ở đâu hả chị? Dạ tôi ở bên đoàn xe của Bộ Ngoại giao. À thế ạ, thế là cùng nghề với em. Em là dân ngoại giao đấy ạ. Kim Tử Long ạ. Không phải Kim Tử Long ạ. Người ở phía ông. Đó đấy, thì ông có gì ông giúp đỡ ông Triều nhá. Đây là ông tên là Đinh Bạch Triều. Vâng, đây là ông này Trần Đức Kiến. Vâng, vâng. Ngày xưa thì anh đi hầu đi làm, anh làm công việc của anh. Dạy múa. Vâng, đang dạy bao nhiêu năm? 40 năm. Ông là một nhà giáo ưu tú và đã có 40 năm dạy ở trong trường múa. Và ông ấy là một người trong quân đội nữa, ông ở đội văn công biên phòng, cho nên ông có những nguyên tắc bất di bất dịch của ông ấy. Tôi đã được nghe câu chuyện của ông ấy, tôi rất ngưỡng mộ ông ấy. Đấy. Đẹp đẹp. Đây, nữa đây. Đấy. Ngồi nói chuyện với người mẫu mà đấy. Không biết. À, thế ông nhà mình thì sao? Hả? Ông nhà mình thì sao? Ông nhà tôi mất lâu rồi. À thế à? Nếu mà ông nhà tôi còn, tôi đã không phải vào đây. À. Ông tôi chăm giỏi lắm. À. Không hiểu tại sao mà cô đặc biệt là yêu thương những... Cô rất là yêu thương những người lớn tuổi. Chắc có lẽ là bởi vì mình rất là yêu thương bố mẹ. Hôm mà mình thi ở trên tháng 6 ấy, là được đài truyền hình lựa chọn để đi thi cuộc thi tài năng thanh xuân quay ở đài truyền hình VTV luôn. Nhớ cái cốt truyện. Cốt truyện đúng xã không? Xã trưởng như mẹ đớp. Đúng, ôi trời, thế thì chứng tỏ là quá nhớ rồi. Nhưng mà cái câu này thì nói, nếu mà bạn nói được câu này thì hay này nhá. Nếu có phải là hết nước chấm không nào? Thế để tớ mới cầm roi cho một này thế tới chân, này thế tới chân, này thế tới chân. Mai đừng có đánh tôi mà đánh thật đau đánh lắm. Đánh thật ơi. Đấy. Ôi giời thôi đau lắm. Không, cái roi bằng cái nan bằng này nhưng mà té loe ra vụt như đuổi ruồi ấy mẹ. Bà đứng bên này, tôi đứng bên này. Bà phải đứng đúng vị trí. Bà khoác tay tôi, chứ tôi không khoác tay bà đâu nhá. Chị chỉ có một nhiệm vụ là chị đỡ tôi đi. Chị chỉ làm đúng nhiệm vụ đấy thôi. Nói là tôi nói, xoay là tôi xoay, chị nhớ nhá. Thế là tôi bà đi nhá. Rồi. Đấy, đi. Cúi đầu chào. Này, vái tay chào này. Vái. Vái à? Vái một vái thôi, cái tay xuống thôi. Tôi xòe vái được tôi quay này. Đấy. Quay bao, thế sao mà lại giơ tay? Ở đây. Có đem sữa con có thể con pha cho chú một ly được không? Dạ được ạ. Vâng. À, anh Cường uống không? Hai chú. Cảm ơn anh, mình có thôi đi không? Anh nghe uống tặng chú đi rồi. Vâng. À, khoan, anh Pô đợi, anh Pô đợi cái. Tốt không? À, anh. Pô, ngưng lại. Đây là tôi giới thiệu với anh cái sữa này đó là tôi là ở nhà là mỗi ngày tôi uống một ly rất là tốt cho sức khỏe. Vâng ạ. Tốt ạ, vâng. Chỗ mày trường Thiên Đông, trường Sơn Tây. Chứ rụt sợi thương ấy mấy trăm mái lập, rụt sợi nhớ nâng mà em nghiêng vào ấy mới về phương anh lát chát cùng chát cùng. Anh ơi, anh hát như thế là không được. Anh hát mờ đi. Nếu mà anh hát như thế thì không được. Anh hát mờ đi. Làm hỏi mờ đi là cái gì vậy anh? Mờ đi là hát bé đi.
hát nhỏ nhỏ lại cho đừng ai để ý, để tôi là hát chín, còn anh là hát hát mờ bé bé thôi. Trời ơi, mình trong bụng mình cười muốn chết luôn. Chị thích em chọi thế này hay chọi thế này? Không có cháu em vẹ rồi thế. Chị này thì không, chị không cái động tác này không chị, không làm. Vâng, em phải giữ một cái chân. Không không, anh đừng cứ bửa tôi. À thế à? Anh chuẩn bị tiết mục gì? Đến cái bài Màu Hoa Đỏ của Xuân Yến ấy, riêng cái này phải tập bao nhiêu mới được. Đấy, ông làm ngược rồi. Đã bảo là khó lắm sao mà học được. Nhưng mà họ lại đang muốn là làm phụ họa cho anh. Tôi chưa bao giờ bị thất bại khi mà thuyết phục người khác tham gia với mình một chương trình nào. Ông ấy bảo tôi múa mấy động tác thử. Thì tôi múa thử mấy động tác thì chắc chắn là không đáp ứng được với yêu cầu của ông. Chỉ nhìn qua thôi, con mắt rất là tinh. Không làm được, tôi lạy đấy. Dạy là được cái người ấy. Bác Sâm cũng là cái người mà bị loại ngay từ đầu trong cái trò thử thách này. Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với cuộc thi tìm kiếm tài năng thanh xuân. Con chào thầy Lý à. Mà em nghiêng thế, ấy mới về phương này. Những kỷ niệm đẹp nhất chính nơi mình từng đi qua, những tháng ngày. Wow, phải nói rằng những tiết mục vừa rồi của các cụ ông cụ bà như đã truyền thêm cho Khánh Vy và tất cả các khán giả ở đó thật nhiều nguồn năng lượng. Tìm kiếm tài năng thanh xuân sẽ không chỉ dừng lại tại đó, sẽ còn rất nhiều bất ngờ nữa ở những tiết mục sau. Và đây là có hẹn cùng thanh xuân. Zua Prevent Gold với tryptophan cải thiện giấc ngủ, dinh dưỡng toàn diện, ăn ngủ ngon.